với các bạn nó sẽ hỗ trợ sự mô hình thay nhận của tôi. Giờ tôi không thấy gì điên chứ. Làm tóc cho tổn tiền. Trượt Tết. Sao là mấy ngày Tết? Muốn xả hoa chứ. Gió bữa đi nọc luôn. À bữa đó làm chứ tóc dài ra mà cuộc được đấy. Người ta nói cuộc hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem.